Việt là yêu áo dài, chắc hẳn đã nhận ra người đàn ông đang xuất hiện trong trường quay của Cà Phê Sáng, đó chính là nhà thiết kế Vũ Việt Hà. Xin chào khán giả. Xin được chào đón Vũ Việt Hà đến với Cà Phê Sáng của chúng tôi. Cảm ơn Vũ Việt Hà và cũng rất là cảm ơn phần trình diễn vô cùng duyên dáng đến từ hai người mẫu Thanh Thảo và Phương Anh. Cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn Hoàng Linh và xin cảm ơn khán giả của VTV. Tôi rất vui với một buổi sáng đầy khí thế và năng lượng đem đến với mọi người những tà áo dài rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Và cái hình ảnh của một cái tà áo dài truyền thống, tôi nghĩ là nó đậm chất trong những cái sự xuất hiện của ngày hôm nay. Thực sự hôm nay thì được ngắm những tà áo dài của Vũ Việt Hà xuất hiện trong trường quay Cà Phê Sáng rất rất là đẹp vào ngày kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Một cái hình ảnh Hà Nội với những người phụ nữ Hà Thành xưa, một Hà Nội nghìn năm văn hiến, một Hà Nội 36 phố phường của chúng ta. Khán giả thì chắc hẳn là sẽ rất là thắc mắc là tại sao hôm nay Vũ Việt Hà lại mang tới bộ sưu tập áo dài thập niên 1930 ạ? Tôi rất là vui khi xuất hiện ở đây. Cái thương hiệu áo dài của tôi là 1930 và đây cũng là cái hình ảnh mà tôi muốn gửi đến nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Cũng là một cái thời điểm mà gần như là áo dài của Hà Nội được phát triển từ thời điểm đó cho đến nay. Nếu như ai yêu tranh của Lê Phổ hoặc là Mai Trung Thứ thì những phác thảo cũng như những cái hình ảnh áo dài trên tranh của họ rất trong trẻo, rất thoải mái, và cái sự thanh lịch nó gần như nó thể hiện toàn bộ cái hình ảnh của người phụ nữ Hà Thành trong thập niên 30. Tôi nghĩ đây là một cái thứ dung cảm mà dễ truyền tải nhất với khán giả cũng như là với tất cả những người yêu áo dài cũng như những người yêu thời trang. Mọi người sẽ cảm nhận được rõ nét nhất tinh thần của Hà Nội trên tà áo dài lần này. Thật sự là cũng rất là cảm ơn Hà vì hôm nay đã gửi tặng cho MC của Cà Phê Sáng cái bộ áo dài này để diện cho ngày 10 tháng 10. Một cái cảm giác tự tin và cũng rất là hạnh phúc, bởi vì là đúng là phụ nữ Việt Nam thì trong những cái dịp trọng đại và ý nghĩa thì chỉ thích diện áo dài thôi, vì nó cho mình một cái cảm giác là rất là tự hào và cảm giác tất cả những cái ưu điểm của mình thì sẽ được khoe ra và khuyết điểm thì cũng sẽ được giấu đi. Thực sự là mặc mà rất là thích, rất là đẹp thưa quý vị. Có lẽ đây cũng là một cái mấu chốt để tôi phát triển cái form của thập niên 30. Với form thập niên 30 thì nó là form suông, không chiết ly. Nhưng tất cả mọi người mặc áo của Vũ Việt Hà chắc chắn là sẽ nhìn thấy rằng rõ ràng không có một cái ly nào. Nhưng khi mà người mặc bước đi uyển chuyển, ví dụ như Hoàng Linh có thể đi thì sẽ nó vẫn tích là ngoài cái việc giấu dáng ra, nó vẫn có thể phô những cái gì mà đẹp nhất, ví dụ như là ba vòng mà, và nó có thể nó làm cho phụ nữ đẹp lên rất nhiều. Và có những người hỏi tôi là bây giờ chị hơn 70 cân thì chị có mặc được áo dài của em không, thì mình cũng nói vui là các chị phải vào tay em thì tất cả các chị sẽ đẹp hết, bởi vì là cái form áo dài thập niên 30 gần như là nó sẽ xử lý tất cả những cái phần mà gọi là khuyết điểm trên cơ thể, thì đấy là một cái lợi thế của áo dài thập niên 30. Nhân đây thì cũng rất là muốn thay mặt cho những cái người yêu mến theo dõi Vũ Việt Hà trong cái chặng đường hoạt động nghệ thuật và thiết kế của bạn gần 20 năm rồi để hỏi Hà một câu là áo dài thì nó là cái nguồn cảm hứng bất tận của những người làm nghệ thuật, của các nhà thiết kế. Tuy nhiên thì áo dài của Vũ Việt Hà sẽ có những cái nét khác biệt gì? Thật sự tôi không thể đi ra ngoài khỏi quỹ đạo của một cái áo dài truyền thống Hà Thành. Đấy là một cái bản sắc cũng như là nó giống như là cái linh hồn ý. Và đặc biệt tôi lại là người rất là đam mê chất liệu. Cái sự tìm tòi cũng như nghiên cứu trong gần 20 năm về chất liệu, vốn liếng bao nhiêu về hiểu biết về chất liệu tôi đưa hết vào áo dài thập niên 30. Và cũng rất là may mắn là mọi người ủng hộ rất là nhiều. Còn cái hình ảnh và đặc trưng nữa của áo dài Vũ Việt Hà đó là luôn luôn đem xu hướng mốt không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới để đưa vào form dáng. Ví dụ như mùa 2025 sẽ là cái gì, màu sắc sẽ làm sao, form dáng như nào, thì có thể sẽ ra một bộ tập áo dài mang tính đương đại, có hơi thở của cuộc sống, nó có một cái sự đón nhận một cái những cái trào lưu mới nhưng mà hoàn toàn trên một tà áo dài truyền thống. Và kèm theo thì theo cái xu hướng thì tôi có hay đưa những cái họa tiết thêu truyền thống vào những cái phụ kiện đi kèm. Thì thật ra đây là những cái hình ảnh mà tôi muốn đưa truyền tải vào từ những cái làng nghề của Việt Nam, nhưng mà hình ảnh họa tiết thì vẫn đi vào những cái gì quen thuộc, những cái gì thật sự là thuần túy cũng như những cái gì mà nó rất là quen mắt của dân gian, từ hoa sen hoặc là cái hoa về châu Á, nó đều có sự cộng hưởng của tất cả những cái gì thân thuộc nhất, rất là quen, cũng như là chất liệu tôi đưa vào, thường thường tôi hay dùng những chất liệu là nó có sự tương phản
những cái gì óng ả hoặc là những cái gì nó kín đáo thì luôn luôn đi kèm những cái gì nó mỏng manh và xuyên thấu. Đấy là những cái thứ mà hình ảnh mà tôi hay đưa lên trên áo dài của mình. Cái này thêu tay đẹp quá, trời ơi, cực kỳ là tỉ mỉ luôn. Cái này là Hà kết hợp với các nghệ nhân ở những làng nghề truyền thống để mình cùng làm hay thật thế ra nào? Thì ngay kể cả áo dài của tôi cũng kết hợp với những làng nghề như Trạch Xá, những cái làng nghề truyền thống. Ví dụ như có thể mọi người sẽ nhìn thấy áo dài tôi hoàn toàn là khâu tay. Đây là một cái hình ảnh mà tôi muốn gìn giữ về cái việc mà làm áo dài truyền thống. Hoàn toàn khâu tay, gần như là 90% là khâu tay hết. Những cái gì mà cần thiết thì tôi mới đưa máy vào. Tất cả những cái nút, cúc, tất cả đều làm thủ công hết. Thì nó sẽ làm cho cái tà áo nó mềm hơn. Và đôi khi nó chất lượng bởi những cái nét khâu tay hoặc là những cái gì đó người ta thấy rằng không thể khác được với áo dài của Vũ Việt Hà. Tôi nghĩ là tất cả mọi thứ nó giống như những cái mắt xích ấy. Nếu như để mà một cái chuỗi mà nó bền chặt thì nó phải từ những cái mắt xích nó có sự liên quan đến nhau. Ví dụ với form áo dài truyền thống của Hà Nội thì tại sao mình không sử dụng tất cả những nguyên liệu của Hà Nội, ví dụ như lụa tơ tằm Hà Đông hoặc là những làng nghề thêu của Quất Động hay tất cả những cái gì, những cái vùng ven Hà Nội, thì nó là một cái kho tàng cũng như là một cái nguồn. Tôi nghĩ là nó sinh ra để cho nhau. Mọi người có nói rằng là thời trang nó rất là khắc nghiệt, nó rất là khó khăn, nó liên quan đến cả phát triển của xã hội. Nhưng mà với tôi thì văn hóa truyền thống thì nó luôn luôn tạo cho tôi cái động lực, cũng như là nó là cái thứ bền chặt nhất để tôi có thể nối dài tất cả những cái ước mơ cũng như là cái hy vọng của mình trong cái sự nghiệp của mình. Cảm ơn Vũ Việt Hà rất là nhiều và luôn ủng hộ bạn. Hoàng Linh, cảm ơn khán giả VTV. Và tôi rất mong VTV cũng là cái cầu nối để chúng tôi, những nhà thiết kế thời trang làm sáng tạo, và nhất là những nhà thiết kế mà đem cái hơi thở của di sản, đem hơi thở của văn hóa truyền thống kết nối với cả khán giả, và để chúng tôi có động lực phát triển những cái ngành làng nghề truyền thống tốt hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa thì rất là cảm ơn nhà thiết kế Vũ Việt Hà cùng với hai bạn người mẫu Thanh Thảo và Phương Anh đã dành thời gian đến với Cà Phê Sáng của chúng tôi.